Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề là lương bị nổi đầu, phù đầu, rồi nằm giá thể, rồi bỏ ăn nha các bạn. Rồi chết hàng loạt luôn. Thì tình trạng này là ai nuôi lương thì cũng dính nha các bạn. Không dính ít, chứ không dính ít thì cũng dính nhiều thôi. Chứ không ai mà thoát được tình trạng này. Vấn đề là do bên mình thiếu kinh nghiệm thì mới để ra xảy ra tình trạng đó thôi. Thì tình trạng đó thì tùy theo cái dấu hiệu xuất hiện bệnh mà mình mới chẩn đoán được bệnh nó như thế nào các bạn. Rồi trên đây là cái hồ lương của ông anh mình, ông anh nhờ mình đi vô coi xem các bạn. Ông nhờ mình tư vấn để mà chị lừa chị hồ lương này. Thì hôm nay mình quay hồ lương này rồi khoảng vài ngày sau mình sẽ quay cho các bạn coi cái clip kết quả của nó nha các bạn. Thì hồ lương này tình trạng nó cũng giống vậy luôn. Thì trước mắt thì mình chẩn đoán hồ lương này nó cũng nằm giá thể, nó cũng chết là do nó bị đường ruột các bạn. Thì bên mình cũng có đem thuốc theo để mà trị cho nó. Thì chắc là khoảng vài ngày nữa mình sẽ có cái clip mới để mà theo dõi tình trạng nó. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình ha, để theo dõi cái clip tiếp theo các bạn. Là mình xin nói về cái vấn đề mà bệnh mà nó bị cũng bị xuất huyết, nhưng mà nó có hai dạng. Xuất huyết mà bể ổ bụng á thì nó khác, còn xuất huyết mà mang đỏ phù đầu chết, xuất huyết chảy máu mang luôn á là nó khác. Thì biểu hiện của nó là ngày thứ nhất á, là lương bữa trước thì lương ăn bình thường, nhưng bữa sau là nó tự nhiên nó không ăn. Nó không ăn thì ngày thứ hai á, là bắt đầu là nó sẽ nổi đầu, nó quỳ gối, nó tách đàn, nó nằm. Rồi ngày thứ ba là sẽ có hiện tượng chết các bạn. Chết rồi nằm giá thể, nằm la liệt trên giá thể vậy đó. Thì nếu mà bị lương mà bị bể ổ bụng á, bể ổ bụng mà cũng chết á, là nguyên nhân á, là bên mình á, là theo bên mình đó nha, thì bên mình chẩn đoán là nó do bị đường ruột các bạn. Bị đường ruột thì cái nguyên nhân sâu xa của nó là do các bạn cho ăn nó nhiều quá, lương nó không có thích ứng được, làm cho nó đường tiêu hóa nó không tốt. Nên cái thứ hai nữa là các bạn không có ngừa cái đường ruột của nó. Thường các bạn cho ăn trùng á, cho ăn trùng đồ nhiều quá, thấy lương nó ăn nhiều quá, hoặc là thức ăn vậy cho ăn nhiều quá, cái thấy nó ăn mê quá, các bạn để nhiều quá lương, thành ra lương nó ăn nhiều quá mà nó chưa thích ứng để kịp. Các bạn muốn cho ăn nhiều quá cũng được, nhưng mà phải cho ăn từ từ, nâng từ từ lên, giống như vài ngày mới nâng một lượng, chứ không phải là hôm nay sáng ăn nhiều cái chiều cho ăn nhiều nữa là không được, nó phải có thời gian. Rồi còn cái thứ ba nữa, cái thứ ba là do cái nguồn thức ăn mình nó không có đạt chuẩn nha các bạn. Nguồn thức ăn mình có thể là do bị nhiễm khuẩn. Bị nhiễm khuẩn thì mình đưa cái con vi khuẩn đó đưa vô bụng con lươn thì chắc chắn là lươn sẽ bị nhiễm thôi, cái đó là điều hiển nhiên thôi. Thì cái vấn đề mà chị ổ bụng này á, thì cái thứ nhất á là mình xác định là do bị nhiễm khuẩn, của bị nhiễm nhiễm trùng đường ruột, nên là mình sẽ đưa những cái thuốc nào chị đưa về đường ruột thôi. Còn cái thứ hai, về cái bệnh thứ hai là mang đỏ phù đầu á, cái đó là do sốc thời tiết nha bạn, sốc thời tiết hoặc sốc nước nó gây ra tình trạng là nhiễm khuẩn cho lươn. Thì có thể là do giống như nhiệt độ môi trường các bạn, giống như giờ đang nuôi, do mình nuôi lươn bột á, hoặc là lươn lươn mình nuôi á, là nó mực nước thấp quá mà nhiệt độ môi trường thay đổi nhanh quá, các bạn thay nước thường không để ý nữa thì lươn nó dễ bị sốc nước. Cái thứ hai là cái nguồn nước bạn phải xử lý nó chưa có đạt chuẩn, chưa có diệt được khuẩn, thì các bạn đưa vô cũng dễ bị nhiễm khuẩn nha. Thì những cái bệnh này á thì bên mình đều có cách trị các bạn. Về cái bệnh mà bể ổ bụng hồi nãy á, thì bên mình nếu mà phát hiện từ đầu á, thấy lươn bỏ ăn á, rồi các bạn xài vi sinh thì nó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Các bạn nên xài kháng sinh thì nó mới chặn chặn đứng lại đường được. Còn mà nếu để lâu dài quá là cũng hơi khó trị các bạn.
Thì bên mình á, là xài là thứ nhất á, là thằng tetracycline, cái thứ hai á, là thằng cái thứ hai là thằng Otasa, còn cái thứ ba là thằng mình xài thằng Amoxicillin. Thì ba thằng này mà cộng hợp lại á thì nó cũng nói chung là nó sẽ chặn đứng được cái vấn đề lương các bạn. Bạn gộp lại ba nói cộng lại, nhưng mà liều lượng ít thì các bạn, nếu mà mình phát hiện lương bỏ ăn thì mình ngâm lương thì liều lượng ít thôi thì nó sẽ tự động hết thôi. Còn cái bệnh mà phù đầu đồ nè là nó do nhiễm khuẩn, thì bên mình là cũng ngâm ba loại, thì trong đó là mình ngâm cái loại là Otasa, với thằng thiền Otasa này nè, thì nó có cái chức năng á, là cũng trị phù đầu rồi nữa. Thành phần của Otasa thì nó có là oxytetracycline, rồi colicin, vitamin A, D, E. Thì các thành phần này thì nó chỉ các rối loạn tiêu hóa các bạn, rối loạn tiêu hóa bỏ ăn rồi nè. Cái thứ hai, thằng thứ hai mình dùng đó là thằng FLU cholesterol. Thì thằng này thì nó có chất là fumiquin rồi colicin sunfat. Thì hai thằng này á, là kết hợp lại với nhau các bạn, với mình cộng thêm mà một viên tetracycline nữa. Thì cái liều dùng á là mình cứ lấy một muỗng thằng FLU này nè, cộng với một muỗng thằng Otasa cộng với một viên Tetra, thì mình đưa vô một chai khoảng 400 ml nước bạn. Thì cho mình cho vô một cái khay kệ mình nuôi khoảng 10 lít nước gì đó, thì mình cho vô khoảng 4 ml, 4 đến 5 ml. Thì mình ngâm nó trong vòng khoảng, thấy lương bỏ ăn thì mình ngâm đưa vô thôi. Thì trong vòng khoảng vài ngày là lương nó, chắc khoảng trong vòng 2 ngày là lương nó ăn lại các bạn. Nếu mà mình để lâu quá, mình để tình trạng mà nó đã nằm giá thể rồi á thì mình để vô cũng được, nhưng mà sẽ cứu được một phần khoảng 70% các bạn, chứ không được cứu hết ha. Tại những con nào nặng quá thì chị không được. Còn nếu mà con nào mà nó còn vừa chấm chấm bệnh thì chị sẽ chị được ha. Rồi nếu mà các bạn mà thấy cái kênh mình hay, các bạn nhớ bấm đăng ký cho mình các bạn. Đăng ký rồi bấm nút chuông để bên mình có những cái chia sẻ nào thực tế thì các bạn có thể theo dõi thêm ha. Còn gì vấn đề mà lương bị bể ổ bụng á, thì nãy mình có đưa cái tình trạng bệnh á, thì các bạn có thể đưa bên mình thì đang trị là mình trị là cũng thằng Otasa, này cộng với thằng FLU, nhưng mà bên mình thì cộng với thằng Tetra, nhưng mà bên mình á, là đưa thêm một thằng nữa, đó là mình đưa thêm thằng Amoc nữa ha, mình đưa thêm Amoc nữa. Thì liều lượng nó cũng giống như nãy thôi, cứ đưa vô chai nước rồi mình lấy khoảng 5 ml thôi, chứ đừng làm nhiều các bạn. Lương mà đã bị bệnh thì các bạn mà đưa thuốc nhiều quá mà nồng độ nó cao nữa thì lương nó sốc nó chịu không nổi đâu ha. Rồi đó là cách điều trị. Còn mà cái phòng ngừa thì cái thứ nhất là nước, thì các bạn bên mình xử lý là mình cứ đưa gốc đồng sinh phát vô xử lý thôi. Các bạn ra thì tiệm thuốc bạn mua cái thuốc nào cũng được có gốc đồng sinh phát, bạn xử lý nước thôi, rồi cộng với muối, bên mình xử lý nước vậy thôi. Còn cái mà thức ăn mà ngừa cho lương á, thì mình cứ bên mình thì chuyên cho ăn men tỏi trộn với thức ăn, thì bên mình thì bán thức ăn dành cho lương bột với lương thành phẩm các bạn. Thì thức ăn này á, nó có lợi thế là mình có thể trộn được thuốc ngừa cho lương, mặc dù lương á, nó ăn á, thức ăn này á, mà so với trùng á thì mình cũng công nhận là so với trùng thì ăn con trùng á, bề ngang con lương nó dày nó bự hơn, nhưng cái đòn nó dài nó ngắn hơn, nhưng mà cho ăn thức ăn này á
thì lương bề ngang nó nhỏ hơn nhưng mà nó dài hơn. Nhưng mà cái tốc độ mà để phát triển thì mình thấy gần như nhau các bạn. Tốc độ mà để đạt đầu con gần như nhau, nhưng mà thằng thức ăn á, mình ngừa bệnh được, rồi mình chủ động được cái khâu mà thức ăn nữa. Nên bên mình là chuyên lương bột bắt về là khoảng hết nón hoàng là mình chuyển cho thức ăn luôn nha các bạn, chứ mình không có cho ăn trùng miếng nào hết á. Tại vì bên mình cũng nuôi nhiều lắm rồi mà cho ăn trùng mình cũng bị gãy nhiều lần rồi. Thì lương mà đã bị giống như mình không có ngừa đó, không tại cho ăn trùng thì khó ngừa, mà không có ngừa thì để mà trị bệnh là tới chuyện trị bệnh là sử dụng kháng sinh, mà sử dụng kháng sinh thì không có tốt các bạn, nên buộc lắm thì mình mới sử dụng kháng sinh thôi. Chứ tới lúc mà sử dụng kháng sinh rồi thì lương lương nó không còn được mau lớn như là lúc mình không sử dụng nha các bạn. Thì bên mình hàng ngày thì chỉ chọn các thứ như là ba, bên mình thì chọn ba thứ. Cái thứ nhất là mình chọn men tỏi, cái thứ hai là mình chọn cái men vi sinh sống nha các bạn, men vi sinh mà hỗ trợ đường ruột cho lươn á, men vi sinh mình xài cái men vi sinh mà gốc chịu kháng sinh á. Cái thứ ba là mình chọn cái chai hộp protein bên mình đang bán của nhập khẩu Thái Lan á. Thì mình chỉ chọn ba thứ đó lại thôi nha các bạn, cộng với thức ăn bên mình đang cũng đang cung cấp á, thì mình chọn lại ra cái hỗn hợp nó nhão nhão, nó độ 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 kết dính nó vừa phải á. Tại nếu mà lươn con á, lươn mà nhỏ quá các bạn phải làm sao cho nó mềm, thiệt mềm, nói chung là có thể lỏng luôn á. Còn mà lươn mà đã đạt vào đầu con khoảng 10.000 con ký á thì các bạn làm cho nó dẻo lại, để do lươn nhỏ quá thì cái miệng nó còn yếu á, nó nút chưa có mạnh được, nên mình cần phải thức ăn cho nó nhão. Còn lươn lớn lớn thì nó ăn mạnh này, thì các bạn làm cho nó đặc đặc lại xíu để cho nó không có bị tan trong nước. Thì bên mình thì ngừa lươn thì chỉ vậy thôi, thì cứ định kỳ cứ cho trong bữa ăn nó thường ngày nó vậy luôn, bổ sung men vi sinh suốt cho nó vậy đó. Rồi nước thì bên mình sử dụng là cái gốc xử lý là gốc đồng sinh phát các bạn. Các bạn mua hiệu thuốc nào cũng được mà có gốc đồng sinh phát xử lý thôi. Đồng sinh phát cộng với muối mình xử lý hai thứ đó là xử lý nước mình thôi. Thì bên mình là định kỳ ngừa rồi nước mình xử lý, vậy là lươn mình cũng ít ít có tình trạng mà bị nổi đầu bị chết như giống như hai bệnh mình vừa miêu tả như trên các bạn. Rồi các bạn thấy cái kênh mình mà có hay các bạn nhớ đăng ký, các bạn nhớ đăng ký và bấm nút chuông luôn ha, để có thông báo cho các bạn, có thể có cái nhấn nút thông báo á để mình đưa ra những cái clip nào mà hướng dẫn hoặc là chia sẻ bên mình á, thì các bạn có thể tham khảo ha.